태양이 별장에 데려다 놔. 태상 님 biệt thự. 무슨 생각이야? Em định làm gì? 이 모든 게 다 풍선화 때문이야. Bông sơn hoa. 내가 그 tôi sẽ không để yên cho cô ta đâu. 풍선화 때문에 내가 꼴이 뭐야 이게. Tôi ra đông nữ này. 재경. 재경. Không nên kéo cả Taesang vào. 회장님 용서 안 하실 거야. 어차피 다 벌어진 일이야. Cũng đã rồi. 태양이 이용 안 하면 풍선화가 날 만나러 데려오겠어? 난 네가 걱정돼. 내가 걱정되면 시킨 일이 나치잖아. 저 등대 봐. Thôi được rồi. 태양이 깨면 Thời gian dậy thì nấu mì tôm cho nó ăn. 울지 않게 라면 끓여줘. Để nó không khóc. 봉선호. Bông sơn hoa. 네가 cô đã trả đạp cuộc đời tôi nên tôi cũng sẽ đáp trả y hệt. Cô và tôi phải có một người chết thì mới chấm dứt mối nghiệt duyên dai dẳng. Người chết phải chính là cô. Cứ chờ đi. Sơn Hoa. Sao lại tìm Sơn Hoa? Vừa nãy hai đứa đi cùng nhau cơ mà. Cuối không nghe máy nên con đến đây xem có ai ở đây không. Con đang lo tìm Sơn Trơn đưa Thê Sang đi rồi. Sao cơ? Cậu ta đưa Thê Sang đi ư? Trời ơi. Khổ thân thằng bé. Kim Su Trơn thế nào rồi? Chưa liên lạc được à? Vâng, cậu ta cũng không nghe máy. Vậy nếu có phải Jun Jae-kyung đưa cả Thê Sang đi bỏ trốn cùng không? Phải cầu mong là nó không cạn tàu giáo mãi đến mức đó. Con sẽ đến đồn cảnh sát xem thế nào. Mẹ cứ tiếp tục gọi cho Sơn Hoa đi ạ. Ừ, được rồi. Vậy anh sẽ thử tìm vị trí định vị điện thoại của Sơn Hoa để đề phòng những có chuyện gì. Nên Sina đã cài sẵn ứng dụng rồi. Cảm ơn anh. Chuyện này là thế nào? Sao con trai tử khôi của mẹ lại đến nơi mà lẽ ra không phải đến thế này? Con không sao đâu, không sao gì chứ. Mẹ đau lòng chết mất. Con ăn cơm rồi chứ? Vâng, mẹ đừng lo. Con sắp được ra rồi. Mà chưa có tin tức gì về Trên Thiên hả mẹ? Mẹ lại sợ sẽ có tin gì thì nói. Chỉ tại con xấu xa đó mà cả con cũng ra nông nỗi này. Nó định làm gì mà bỏ con lại rồi một mình thoát thân? Chắc là có âm mưu gì đó. Chủ tịch bảo khi nào cứu con ra nhé. Không nói gì à? Trên Kiên bỏ trốn rồi thì ông ấy làm gì còn tâm trí nào quan tâm đến con nữa. Chúng ta có Sơn Hoa rồi còn gì. Sơn Hoa bảo sẽ cứu con ra ngoài. Sơn Hoa ư? Vì thế mẹ cứ về nhà đi, đừng lo gì cho con cả. Trông chừng cẩn thận, đừng để thằng bé đi đâu. Vâng. Chú trưởng phòng Kim ơi, bao giờ thì mẹ cháu đến đây ạ? Mấy chú ấy nấu mì tôm cho thì ăn đi nhá. Rồi một lát nữa mẹ cháu sẽ đến. Cháu không ăn mì tôm đâu. Cháu đi theo chú cơ. Cháu sợ lắm. Không sao đâu. Chú đưa cháu đến chỗ mẹ cháu đi. Mẹ cháu sắp đến đây rồi. Cố chờ đi. Em định làm gì? Anh lái xe của tôi rồi quay lại chỗ Thê Giang đi. Tôi xử lý xong việc thì sẽ bắt taxi về biệt thự. Dừng lại đi. Chủ tịch đang cố gắng cứu em, mà em lại làm hại người nữa thì định giải quyết hậu quả thế nào đây? Tôi là ai cơ chứ? Tôi là Jun Jae-kyung đấy. Tôi có kế hoạch cả rồi. Jun Jae-kyung. Mọi người sẽ nghĩ cô ta bị tai nạn. Lần này không trừ khử được bông sơn hoa thì cuộc đời tôi sẽ tiếp tục bị cô ta trả đạp.
이번 tôi sẽ chấm dứt luôn lần này. Chê Kiêng. À, không được cho ai biết Thê Sang đang ở đâu. Xử lý xong bông sân hoa thì tôi sẽ đến đón Thê Sang rồi về bàn bạc với bố. Sao lại thế này? Người vừa cứu em ra cũng là chủ tịch đấy. Còn để ông, chủ tịch đã sẵn anh lựa tình hình mà cứu em ra để không bị nghi ngờ rồi. Không, bây giờ bố đang rất giận tôi. Để cứu tôi ra thì cũng sẽ bắt tôi thôi việc và cử ra nước ngoài. Tôi không thể sống như thế được. Chê Kiêng. Khoác áo này vào rồi đi. Anh mang từ biệt thự đến đấy. Giờ vẫn chưa muộn đâu. Em nên dừng lại thì hơn. Kiêng. Thế ra nhà tôi đâu? Thế ra nhà tôi đang ở đâu? Tôi đã muốn một lần nói chuyện thẳng thắn với cô. Im đi, Jun Jae Kyung. Sẽ biết nhà tôi đang ở đâu. Sẽ biết nhà tôi bị thương thì cô sẽ chết trong tay tôi. Thế rằng vẫn ổn. Tôi với Trương quyết đấu một phen, rồi chấm dứt mối nghiệt duyên trong thời gian qua đi. Mối nghiệt duyên, ai là người tạo ra mối nghiệt duyên đó? Nếu tôi không khiến bà tôi mất, vụ án cho tôi thành thủ phạm giết chú Nam khi xét xử tống tôi vào tù, thì giữa tôi và cô đã không có mối nghiệt duyên đó. Im mồm đi. Tất cả mọi chuyện là tại cô. Sao tôi lại thành người bị truy đuổi? Chỉ cần không có cô, chỉ cần cô biến mất là xong. Tôi hận vì hồi đó không kiểm tra lại chiếc vali. Lẽ ra cô phải chết từ hồi đó. Chết đi. Chết đi. Tôi bảo cô chết đi. Lẽ ra cô phải chết trong tay tôi từ trước. Chết đi. Nổi vị trí của Sơn Hoa rồi, anh sẽ nhắn địa chỉ cho. Chuyện gì rồi? Chị Kiên. Chị Kiên bị rơi xuống dưới rồi. Hả? Sơn Hoa. Anh Trương Minh. Chị Kiên. Chị Kiên bị rơi xuống dưới kia rồi. Nếu cô ta chết thì phải làm sao? Phải làm sao? Không sao đâu. Sẽ không có chuyện gì đâu.
장님. chủ tịch. Có chuyện không? Rồi. Chế Kiêng. Mơ? Hả? Chế Kiêng bị rơi xuống sông nên chưa rõ tung tích. Này, cậu làm việc kiểu gì thế hả? Xin lỗi chủ tịch. Tìm đi, tìm nhanh lên. Lạnh thế này mà rơi xuống sông thì có thể sẽ chết đấy. Tìm con gái tôi đi, bằng mọi giá phải tìm được. Tôi sẽ phái người đến tìm, người vị trí chính xác cho tôi. Nhớ giữ an toàn tuyệt đối. Thư ký Nam. Thư ký Nam. Có chuyện gì vậy? Cậu tập trung tất cả tự lặng tư nhân đến đây. Nhanh lên. Vâng. Chế Kiêng mà chết là tại cậu đấy. Đi tìm nhanh lên. Thế Giang nhà mình làm sao? Thế Giang nhà mình thế nào rồi? Không sao đâu, Sơn Hoàng. Chế Kiêng không phải là đứa chết dễ dàng như thế đâu. Thế nào? Tôi đã cử người đến sông đó tìm kiếm rồi. Tuyệt đối không được để dư luận hay cảnh sát biết. Vâng, tôi đang cố gắng ngăn chặn. Điền mất thôi. Không biết Chế Kiêng thế nào rồi. Tôi tìm kiếm vẫn đang tìm đấy chứ. Mà khu vực đó cao bao nhiêu mét vậy? Rơi từ đó xuống thì liệu có còn sống không?